Trong ngày 17 tháng 3 tại nhà văn hóa tổ dân phố Thanh Lương, phường Dịnh Khế đã diễn ra lễ ra mắt tổ dân vận cộng đồng. Tham dự có các đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Dịnh Kế, Bí thư các chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố phường Dịnh Kế và các thành viên tổ dân vận cộng đồng, tổ dân phố Thanh Lương. Tại đây các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Dịnh Khế thông qua kế hoạch thành lập và hoạt động của các tổ dân vận cộng đồng tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Dĩnh Kế. Theo đó, phường Dĩnh Kế sẽ thành lập 11 tổ dân vận cộng đồng tại 11 tổ dân phố, mỗi tổ có 18 đến 25 người. Nhiệm vụ của tổ dân vận cộng đồng là tuyên truyền vận động người thân, gia đình và người dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước nắm và phản ánh tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân nơi cư trú đến cấp ủy chính quyền, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo. Cũng tại hội nghị đã thông qua quyết định thành lập tổ dân vận cộng đồng tại tổ dân phố Thanh Lương gồm 19 thành viên. Phát biểu tại lễ ra mắt tổ dân vận cộng đồng tổ dân phố Thanh Lương, các thành viên trong tổ hứa sẽ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị tại đây đại diện các tổ liên gia tự quản thuộc tổ dân vận cộng đồng tổ dân phố thanh lương đã ký giao ước thi đua ngày sau lễ ra mắt tổ dân vận cộng đồng tổ dân phố thanh lương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phát biểu đồng chí lê xuân dương bí thư đảng ủy phường dĩnh kế đề nghị các thành viên tổ dân vận cộng đồng tổ dân phố tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chính sách pháp luật tham gia ngày chủ nhật xanh giữ gìn vệ sinh môi trường phối hợp chặt chẽ với các tổ liên gia tự quản và công an phường, bảo đảm an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ đất đai, môi trường, trật tự đô thị. Sau hội nghị này, đề nghị 10 tổ dân phố còn lại của phường chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sớm thành lập và ra mắt các tổ dân vận cộng đồng.